Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nỗi sợ Trung Quốc của Tổng Bí thư Lê Duẩn từ những năm 1970. Khi nghiên cứu các tài liệu tiếng Nga thời Xô Viết, các học giả cho biết nỗi lo sợ Trung Quốc tấn công xâm chiếm toàn bộ Đông Dương đã được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó là ông Lê Duẩn bộc lộ với nhà lãnh đạo của Liên Xô Brezhnev trong chuyến thăm Moscow vào năm 1973. Với 26 năm liên tục đảm nhận cương vị bí thư thứ nhất và là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Duẩn được Đảng Cộng sản gọi là chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Dường như Tổng Bí thư Lê Duẩn là người quyết định rất nhiều trong chiến lược chống Mỹ của Hà Nội. Theo sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ vào năm 1954, và thậm chí là có thể là sớm hơn, Lê Duẩn đã khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong chiến tranh Việt Nam. Một thập niên sau, đến thời điểm Tổng thống Johnson leo thang, Lê Duẩn đã mài sắc và nhận định chiến lược. Đến giữa thập niên 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã già, yếu và dần chuyển thành nhân vật lãnh đạo tượng trưng, bù nhìn, con rối cho người đồng chí của mình giật dây. Khi đó, quyền quyết định chủ yếu nằm trong tay Lê Duẩn và cánh tay phải của ông Lê Đức Thọ. Lê Duẩn hiểu rõ những giới hạn và hạn chế của Mỹ trong cuộc chiến này. Tuy vậy, cái nhìn của ông về những động cơ của Mỹ thì mù mờ hơn. Lê Duẩn nhận định ra Mỹ bị lúng túng vì những cam kết khắp nơi trên thế giới. Khác với Bắc Việt Nam có thể tập trung toàn lực chống Mỹ, thì Mỹ bận rộn kiềm chế chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu, chống các phong trào cánh tả ở châu Phi, Trung và Nam Mỹ, kiềm chế chiến tranh và hòa bình ở Trung Đông. Hồ sơ cho thấy Lê Duẩn nhận ra Mỹ lo lắng về thương vong. Vì thế, ông ta ra hẳn yêu cầu là phải giết được 40 đến 50.000 lính Mỹ trong vài năm sau khi Mỹ leo thang. Nhờ nhận ra những hạn chế chủ yếu của Mỹ, Lê Duẩn đã soạn ra các chiến lược đánh vào những điểm yếu nhất của kẻ thù. Và với vị thế một nước nhỏ, Việt Nam luôn chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của các nước lớn. Bản thân trong mối quan hệ với Liên Xô, Việt Nam cũng chỉ là một yếu tố để người cha, người anh cả, chủ nghĩa xã hội nâng lên đặt xuống, cân nhắc khi nào có lợi thì lôi ra dùng và khi nào không cần đến nữa thì sống chết mặc bay. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó, Brezhnev. Trong bài Vì sao người Nga có mặt ở Việt Nam, trên trang New York Times được ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2018, giáo sư Sherry đánh giá lại quyết định của Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Theo ông Khrushchev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô ban đầu chỉ coi vấn đề Việt Nam hoàn toàn có tính ngoại vi là thứ yếu so với quan hệ Xô-Trung. Thậm chí, Khrushchev còn không tin tưởng ban lãnh đạo Bắc Việt và nói trong số họ có những kẻ lai tàu. Nguyên văn là một từ miệt thị như vậy. Nhưng sang thời, Brezhnev, vị thế của Hà Nội được coi trọng hơn. Lý do, theo giáo sư Kreshko, không phải vì tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và người cộng sự một số một, Thủ tướng Andrei đột nhiên yêu quý Việt Nam mà vì cuộc chiến Việt Nam giúp cho họ giành lại vị thế ngang hàng với Mỹ. Và tới thời Brezhnev ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ sẽ giúp Đảng Cộng sản Liên Xô lấy lại được tính chính danh đang rất cần thiết. Đây là hình ảnh các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, trong đó có Brezhnev và Gorkin trong phòng nghỉ giải lao của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1975. Thực ra có nét tương đồng đáng kể giữa sự hiện diện của Mỹ và Liên Xô tại Việt Nam. Giống như Mỹ, điều mà Moscow quan tâm nhất là uy tín của mình trên cương vị một đồng minh và một siêu cường, cũng như tính chính danh trong nước và quốc tế mà uy tín ấy mang lại. Khi Khrushchev bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào tháng 10 năm 1964, người kế vị ông là Brezhnev và Alexander Gorsky muốn chứng minh rằng họ thực sự trung thành với cam kết khi đồng minh cần cung cấp viện trợ quân sự. Brezhnev khi đó cùng ban lãnh đạo mới đối mặt với cuộc hoảng về tính chính danh. Trợ giúp cho Bắc Việt Nam chống lại chủ nghĩa đế quốc sẽ giúp cho ban lãnh đạo Liên Xô được công nhận. Trong con mắt nhân dân của họ và trong cái nhìn của đồng minh quốc tế cũng như những người thừa kế chính đáng, lá cờ lãnh đạo trong phe sau chủ nghĩa, điều này đã được đặt ra. Và cũng vì chính lý do đó, Moscow đã cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗ lực của Liên Xô làm lành với Trung Quốc trong chuyến thăm
Bắc Kinh vào năm 1965 của Kosygin đã không được Mao đón nhận mặn mà. Và khi quyết định ngả về Liên Xô, Hà Nội cũng đã tính đến tham vọng riêng và có tính toán thiệt hơn trong mối quan hệ với Liên Xô. Đây là hình ảnh ông Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev cùng một cán bộ cấp cao của Liên Xô. Nhu cầu thực tiễn là Hà Nội cần vũ khí và viện trợ từ Moscow. Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc đã giúp cho Bắc Việt Nam quyết định rõ rệt hơn trong việc chọn Moscow, dù trước đó ông Lê Duẩn tỏ ra ngả về phía Bắc Kinh một cách chiến thuật. Ban lãnh đạo Hà Nội lo ngại phong trào cực đoan của cách mạng văn hóa khuấy lên biến động trong giới người Hoa đông đảo tại Bắc Việt Nam. Về vị thế, Hà Nội cũng muốn vươn lên đóng vai trò lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ít ra là vùng Đông Nam Á và không muốn chấp nhận vai trò đàn em của Bắc Kinh. Chuyến thăm của Kissinger sang Trung Quốc vào năm 1971 đã khiến Hà Nội cảm thấy họ đã bị không được tham vấn và bị phản bội. Từ đó Việt Nam đã muốn hoàn toàn ngả về phía Liên Xô. Trong chuyến thăm đến Moscow vào tháng 12 năm 1971, tướng Võ Nguyên Giáp đã đem đến thông điệp đó khi Bắc Việt chuẩn bị cho cuộc chiến dịch Đông Xuân nhằm đánh cú cuối cùng vào miền Nam Việt Nam. Ông Giáp hứa rằng một chiến thắng chung của Liên Xô và Bắc Việt Nam sẽ báo hiệu Hà Nội thăng tiến trong đẳng cấp lên làm lãnh đạo và là đầu tàu của phe xã hội chủ nghĩa ở thế giới thứ ba. Lãnh đạo Liên Xô đã đồng ý với sứ mệnh đó của Bắc Việt Nam sau khi ông Giáp hứa để Hải quân Liên Xô có quyền dùng vịnh Cam Ranh khi đó vẫn do Hoa Kỳ kiểm soát. Và nỗi sợ Trung Quốc đã luôn ám ảnh đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến Lê Duẩn liên tục kêu gọi sự giúp đỡ của Liên Xô, đặc biệt là trong chuyến thăm Liên Xô vào năm 1973. Đây là hình ảnh ông Lê Duẩn trong một cuộc trò chuyện với Brezhnev. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã phẫn nộ trước việc Bắc Kinh khuấy động chủ nghĩa cực đoan trong cộng đồng người Hoa khá lớn đang sinh sống ở miền Bắc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Vinh vào năm 1967, thời điểm đỉnh cao của sự tham chiến của Mỹ, nói rằng nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng người Việt Nam không sợ người Mỹ mà sợ các đồng chí Trung Quốc. Nhà nghiên cứu người Nga phân tích, người Trung Quốc và người Việt Nam có những quan điểm rất khác nhau về tầm quan trọng tương đối của họ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi Bắc Việt là thuộc hạ. Họ đã giúp Bắc Việt Nam, họ chỉ dẫn cho Bắc Việt và cái họ mong chờ là sự thuần phục. Nhưng người Việt Nam lại không chịu thuần phục. Sau nhiều năm chiến đấu chống lại Mỹ, họ cảm thấy mình có quyền tuyên bố là lãnh đạo cách mạng, ít nhất là vùng Đông Nam Á. Quan hệ Trung Việt vào thời điểm đó đã xuống một mức thấp mới. Tính đến mùa hè năm 1973, khi Mỹ đang hoàn thành việc rút quân, Lê Duẩn bắt đầu lo lắng về Trung Quốc và nói với Brezhnev rằng ông nghĩ Mao đã lên kế hoạch xâm chiếm toàn bộ Đông Dương và Đông Nam Á khi thời cơ đến. Brezhnev tiếp tục hứa sẽ giúp Việt Nam, lần này là chống lại người hàng xóm phía Bắc của họ. Và không chỉ hứa giúp đỡ Việt Nam trước tham vọng bá chủ của người anh hai xã hội chủ nghĩa, người láng giềng bất hảo Trung Quốc, Liên Xô còn hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước để nâng cao hình ảnh sáng ngời của con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chi phí đầu tư danh tiếng, hình ảnh cho cái học thuyết xã hội chủ nghĩa quá đắt đỏ, thậm chí nó có phần khiến cho anh cả xã hội chủ nghĩa Liên Xô lâm vào cảnh vỡ nợ khốn cùng. Đây là hình ảnh ông Lê Duẩn gặp gỡ các chuyên gia Liên Xô tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình vào năm 1980. Chi phí tái thiết sau chiến tranh là rất lớn. Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng đã thẳng thắn với Brezhnev về những kỳ vọng của Hà Nội. Sẽ phải có một nguồn viện trợ rất lớn từ Liên Xô để công nghiệp hóa Việt Nam. Từ đó, cho toàn bộ Đông Nam Á thấy được lợi ích thiết thực của định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông nói, chúng tôi chẳng có gì cả. Với Brezhnev, hàm ý rằng mọi thứ sẽ phải đến từ khối Liên Xô Viết trong vòng từ 10 đến 15 năm tiếp theo. Brezhnev đồng ý xóa tất cả các khoản nợ của Hà Nội. Đồng thời, họ vẫn tiếp tục cho vay thêm. Và đến năm 1990, Việt Nam đã nhận được hơn 11 tỷ đô la viện trợ, hầu hết trong số đó không bao giờ được hoàn trả. Trợ cấp cho Việt Nam trở thành gánh nặng quá lớn đối với nền kinh tế Liên Xô trong thập niên 1980, góp phần khiến cho Moscow kiệt quệ. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với chiến thắng của phía Liên Xô và Việt Nam, nhưng chỉ ít là với Moscow đó là một chiến thắng đối với cái giá quá lớn.
duy trì các đồng minh phụ thuộc là điều tốt cho uy tín một siêu cường và có tính chính danh của nhà lãnh đạo, nhưng nó không tốt cho ngân sách nhà nước. Ông Saiko cảnh báo sự can dự của Moscow ngày nay tại Syria cũng giống như chiến tranh Việt Nam dễ gây ra hậu quả lâu dài tai hại cho nước Nga. Sự bành trướng của Trung Quốc là hiện hữu. Chính quyền Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh lạnh còn có Liên Xô dựa dẫm. Còn ngày nay, thế hệ Cộng sản Việt Nam ở thời bình lại dường như đã thuần phục Trung Quốc nhằm bảo vệ cho chế độ của mình khi để Trung Quốc cho tàu thăm dò của họ và hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tư Chính ở Biển Đông vào năm 2019. Hay ngang nhiên, Trung Quốc đã kéo giàn khoan 981 xâm phạm đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào năm 2014 mà không thể có phản ứng và không có thể tìm cách để ngăn cản một cách dứt điểm. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Lê Duẩn coi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp. Với tư tưởng bá quyền nước lớn, gần đây Trung Quốc đã trắng trợn tuyên bố chủ quyền của họ với đường chín đoạn như đường lưỡi bò, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam. Qua hành động này, Trung Quốc đã lộ nguyên hình tham vọng thôn tính lãnh thổ Việt Nam để mở rộng cửa ngõ về phía Nam. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây nên chấm dứt sự mơ hồ về người đồng chí đến từ phương Bắc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.